hôm nay em có thấy là khá tông xuyên tông đấy. Đúng rồi. Quần jean nhưng mà cùng màu mới chịu. Tao thật ra thì hồi xưa giờ mình đi làm có rất là nhiều lần mình trùng rồi. Không, em thấy là anh trùng với các bạn nam khác. Các bạn ở đây là anh chuẩn bị hai cái áo cùng nhau cho nửa kia mặc. Mà bình thường anh quen ai có hay mặc áo đôi không? Hồi đó có, bây giờ hồi đó thì... là hồi xưa xưa còn trẻ chứ bây giờ mà áo đôi ra đường bị chụp hình scandal chết em ơi. Thật là cũng không có thích mặc áo đôi lắm. Cái là cùng style hay là cùng màu thì thích hơn. Tại sao? Anh thấy kiểu như là cái gì mà đôi đôi dễ xa nhau. Thì là người ta hay nói là không được tặng được tiền, bởi vì tặng tiền thì sẽ gọi là tiền không vô mà tiền ra. Đúng rồi. Không được tặng tí tiền luôn. Ừ. Nước hoa thì nó sẽ giống mùi hương là bay xa ra. Và nó sẽ càng ngày nó sẽ càng nhạt đi, giống mùi hương xịt răng nó nhạt dần. Còn nếu mà tặng giày thì sẽ đi xa nhau. Thế thì anh thấy cứ tặng nhau những nụ hôn là đủ, hôn nhau là đủ. Vừa nãy thì em có nói là thích ga lăng, cho nên là lần này là em thích đi công viên thì anh chiều em đúng không? Đúng rồi, anh chiều em nhưng mà tại vì anh á không có thích. Thế chắc là anh không thích chơi những trò những trò cảm giác mạnh lắm, bởi vì sợ. Cũng hơi sợ vì anh không có thích cảm. Em nhớ là có một lần là đi Hồng Kông là bọn em với cả mấy đứa nữa là chơi tàu lượn siêu tốc các kiểu. Anh với cậu anh là đi ngắm chim cánh cụt. Nhưng mà em biết tại sao anh rất cái cảm giác mà mình sắp bị quăng ra xa rất là khó chịu. Thì anh có thể chơi nhưng mà những cái nào màu mạnh quá thì anh có thể chơi nhá, anh có thể chơi nhá. Có thể nhưng mà có thể chơi. Có thể thôi. Để rồi xem. Nên là nó đi xuất tiền đi thôi chứ. Xuất tiền có gì ghê không? Ủa em đi xuất tiền bao giờ chưa? Cảm giác mạnh. Những cái như trò chơi. Nhà ừ cũng có rồi kiểu sợ mấy cái... chút thôi. Chút, không đến nỗi. Để rồi xem chút là bao nhiêu nhá. nhưng mà đi cũng đi cho biết đi, tại anh thì anh đi cái đó cũng hồi nhỏ xíu à. Tại nhưng vì mà... đây bây giờ là chương trình hẹn hò. Đấy, em thì rất là thích chơi những cái cảm giác là chơi tự do chẳng hạn. Không biết là sửa tên có gì ghê không nhưng mà nếu mà có là anh phải chơi. Anh không, em nói em cứ đừng có tìm những cái trò cảm giác mạnh xem hiểu không? Anh phải thử xem cho người ta biết là ví dụ như là anh đi hẹn hò thì anh sẽ gọi là gồng lên để mà thể hiện cho bạn nữ của anh là anh không thể sợ, anh có thể che chở người ta được chứ. Anh thấy á, nếu mà đã là người yêu á, thực ra con trai mà lâu lâu mà sợ như vậy á, con gái thích lắm á. Kiểu như là thấy được một cái mặt khác của một người đàn ông đấy. Tức là họ sẽ nghĩ là thoải mái, tức là nhìn thấy họ nói là trời anh dễ thương quá. Chứ anh chưa có gặp ai phải là nói là trời sao mà anh nhét tới mức độ em khó chịu về cái sự nhét của anh quá. Khó chịu. Bắt đầu đau. Mọi người bước lên như là không hề bước đầu gì cả. Bắt đầu đau. Đi đâu vậy nào? Sách này. Chơi. Em khỏe. Thích chơi công viên nhưng phải công nhận là hôm nay trời nóng thật. Nên phải thủ theo rất em quá. Rất nóng. Lần đầu tiên đi đây không? Dường như Suối Tiên là lần đầu tiên. Đi đây cũng chắc tầm mấy năm rồi chưa đi lại. Nhưng mà em thấy có mấy trò cũng khá mới. Ê, đi mưa lâm đâm. Ờ đúng rồi, em thấy có tí nước. Để hơi sợ đó. Nó hơi lắc. Đúng rồi. Anh kia là cái gì? Cái chỗ biển Tiên Đồng. Công viên nước á. Con nước của mình đó. Lâu, công viên này cũng lâu lắm rồi. Từ thời bé tí à. Bình thường có ví dụ như là địa điểm hẹn hò bao giờ anh dẫn bạn gái đi công viên? Sợ đây không dẫn? Nóng là đông người. Tại vì tức là hồi lúc mà đi công viên thì tại vì lúc anh bắt đầu có bạn gái thì anh cũng có bạn gái hơi trễ. Rồi lúc anh cũng đi làm. Ê, khoan. Tại sao nó nghiêng? Em có thể nó nghiêng không? Đó, nó phải như vậy đó. Chắc không sao. Em ơi đừng làm sợ em. Nó hơi nghiêng. Tại vì tại mình ngồi bên đây. Ừ đúng rồi, cũng cân bằng lại bên này. Tức là cái lúc mà anh có bạn gái là anh có bạn gái hơi trễ và anh. Thế là mấy tuổi là trễ? Là anh lúc đấy anh tầm 19-20 mới có người yêu mà. Trễ à? Ừ, trễ hơn em mà. Thế rồi bây giờ? Thì lúc đó là anh cũng đi làm và anh có tiền chút rồi. Một tháng lương lúc đó anh đi làm part time là khoảng 1-2 triệu một tháng. Thế anh học công nghệ thông tin thì anh làm kiểu về lập trình web rồi với lại làm. Biết lập trình web luôn. Anh học về khoa lập trình mà. Nhưng bây giờ biết làm không? Bây giờ quên hết rồi. Thường là cái vòng quay như thế này chắc là tầm 30 phút thôi. Sẽ đến. Ê, đây nghe nè.
nói chung là nói hơi khó, anh không dám nói là xui mà. Coi phim hơi hơi xong. Thôi đừng coi phim nữa, đừng nói về phim nữa. Tại sao nó cứ lo, ủa nó lo lửng. Em nhiều khi nó chậm quá, không có cảm giác không biết mình có đang bị kẹt không. Cái này mà kẹt là thôi. Ồ, mưa lớn rồi. Ồ, thôi chết. Mưa lớn thì lát nữa mình chơi được trời đặc biệt. Mưa lớn không lát nữa, sợ đây nó dặn. Chị mời, chơi đâu. Chắc không sao đâu, không bị mất đấy. Chơi gió một tí thôi. Càng lên cao thì sẽ càng gió hơn thôi. Có bao giờ mà sợ quá mà kiểu núp vào bạn gái không? Nói chung là thà đi nhanh. Còn đi cái kiểu này nó lên. Đi nhanh là mấy giây là xong một trò là kết thúc đúng không? Còn cái này là không biết đến bao giờ. Nói chung là anh cuộc sống rất tích cực. Nhưng khi chơi những trò này anh sẽ nghĩ suy nghĩ tiêu cực. Anh đừng nói gì tiêu cực cả để cho em vẫn tích cực đi. Vì bình thường em không có sợ nhưng mà em lại rất là ghét giật mình. Nhưng mà mưa này này lát nữa chơi trời. Đó, gió rồi. Em vẫn nghe cái đoàn một cái. Gió rồi Trung ơi. chưa lên cao. Mà nó lắc. Thôi. Mình đang ở trên cao nhất luôn một cái. Đúng rồi đó, gió rồi đó. Chưa đến đỉnh. Không sắp đỉnh, sắp đỉnh. Qua các cửa sổ mới. Không vừa rất. Nhưng mà cái lần mà chơi, cái lần mà đi cáp treo là nó không có che chắn đầy đủ kín mít như này đâu. Nó là cửa sổ mở. Vậy thì đỡ mưa rồi sao? Nhưng mà nó ghê lắm. Nó mỏng, cảm giác nó mỏng hơn cái này nhiều. Mà gió thổi rất là lắc. Cao rồi đấy. Cao. Ai. Hình như anh có coi Final Destination không? Đúng không? Cái đó là cái anh nói đó. Thôi. Thực sự là nó cũng hơi lắm. Mình đã quay được con mông. Em lạnh luôn chưa? Em lạnh quá nè. Em bị sợ ướt rồi, giờ anh che mưa cho em đi. Che mưa. Ví dụ như nè, chiều tiêu nè, bây giờ ngủ đi. Đó, xưa là ngủ dậy đúng không? Chiều nắng thì vô dậy, anh xin dậy. Anh biết để áo ra che hả? Trên ngồi trên xe mà sao mưa thì anh trên như vậy hoài luôn. Chiều nắng nó đầu đành né hết rồi. Ví dụ như là đây là em là người yêu đi. Rồi trời đang mưa to hơn thế này. Rồi anh che sao? Đang mưa to hả? To ôm hết luôn hứng. Hứng hết luôn hả? Thì bây giờ nếu mà mưa hứng nào thì anh sẽ hứng đó. Thì anh ví dụ là tự dưng có một cơn gió to đổi lên anh là không như vậy luôn. Đúng, bình thường là vậy mà. Giống trong các bộ phim ngôn tình. Ví dụ như thì thường á là đi ở ngoài có cái gì che được thì anh sẽ ưu tiên che trên kia trước. Em này. Cởi ra luôn. Lột ta che. Em ơi. Sao? Nó có nhiều tóc mỡ. Em mình phải tập xong muối để lột áo ra che cho người yêu chứ. Anh chỉ muốn tập xong muối cho người yêu nhìn thôi. Sợ không? Cái gì đấy? Cái nãy đó, cái mà lên xuống, ở đây có một cái thôi à. À nó chỉ nhanh thôi, nó không có lộn. Ở đây không có cái nào lộn vòng vòng. Em là như có thói quen bám dính luôn em. Bình thường là khi ngủ, dù mà ngủ xe mà rửa ấy. Nhà này là xong không. Rồi ví dụ là tay. Không cẳng nữa, cẳng cái này còn cẳng nữa. Cẳng cái này nữa. Là dính gì nè. Tiêu hết. Nói chung là sẽ rất là thích tại vì khi mà đã thích ai thì thích luôn cả cái mùi như đấy. À kiểu khi là mùi hơi nách vẫn thấy thơm. Bây giờ anh sợ trò gì mình sẽ chơi trò đó nè. Anh hả? Anh không sợ trò gì hết em. Anh không sợ một cái gì em luôn. Em sẽ chọn lại một trò. Cái kia. Đấy, cái mấy cái ngồi ớ. Là cái này có phải lộn ngược lại không đấy? Không. Cái này anh thả chân đung đưa. Anh không, nó bình thường mà em. Cái này anh không sợ không? Đâu. Thì bây giờ mình nên chơi luôn. Anh sợ mấy cái kiểu như là cái xích đu hay là mấy cái này nè. Cái anh không sợ đâu. Thì mình không sợ thì mình lên chơi thôi. Không đâu sợ thì mình lên chơi thôi. Không, cái đây không phải cái cam cam nhỏ nhỏ đâu, okay. cái này. Cái mà to đùng này này, mà cao này này. Mà đi một vòng quanh công viên ấy. Mưa rồi. Chứ mà cái chuyện phạm.
và bình thường, ví dụ như là mấy lần mà anh chơi trò gặp các mạnh là anh có niệm thần chú gì không? Có bao giờ đâu mà thế niệm em. Có không bao giờ luôn hả? Có một trò anh chơi mạnh nhất là cái trò The Mummy ở bên Universal bên Singapore á. Kiểu tắt hương thấy gì hết á, là đi giật ngược lên, tới ngược luôn á. Sao trò này có không? Không mà ý là anh rất thích cảm giác anh bị quăng đi á. Nó chịu cực kỳ. Anh lao. Lạ chứ. Trên kia là lâu. Xong rồi. Ừ, cái mẹo hay á, đạp cái này đỡ nè. Đâu có sợ đâu. Đâu có sợ đâu đúng không? Tao tưởng cái đâu có sợ đâu. Ok. Cũng à, ba cái trò này. Tưởng thế nào? Dễ mà mọi người. Đi nữa à? Không không không, tôi. Em chưa thấy. Chú bên trái nha. Mình nghĩ là không riêng gì mình mà ngay cả nếu là Will, nếu mà gặp một người khác mà không phải hai anh em mình, những cái lúc mà hẹn hò đầu tiên hay là hai người tìm hiểu nhau thì sẽ tự tạo một cái hình tượng riêng cho bản thân mình. Ví dụ như là mình sẽ không có được thoải mái như là ở với bạn bè mình. Mình sẽ có thể là sẽ bén lén hơn này, có thể là sẽ không dám đùa nhiều, tại vì mình thực sự thực chất là mình rất là nhát, tại vì cũng không biết là họ đùa được ở mức nào nên cũng không có dám thoải mái quá như vậy. Nhưng mà may là hôm nay là anh Will nên là ngày hôm nay mình cũng có những cái trải nghiệm nó rất là vui. Mình thích nhất ở Will điểm là Will trong tất cả những cái thử thách ngày hôm nay thì Will lúc nào cũng sẽ là lady first, ưu tiên bạn gái trước này. Cái gì thì cũng hỏi thăm, hỏi han từng tí một là em có mệt không này, rồi em có muốn uống nước hay là sao không. Những cái quan tâm nhỏ nhặt đấy là những cái mà thường là con gái rất là hay để ý, để xem là chàng trai này là thực sự là một người tinh tế hay không. Trước khi tại vì Will chơi với Jun rồi, Will biết là có một vài tính cách á, là mình không thể nào bắt Jun sửa được. Jun sẽ rất dễ giận và hay nóng tính,
khi mà cái làm chung không hài lòng và sẽ hơi khó dỗ một tí, nên là cái đó là thật sự phải là một người đàn ông rất là kiên trì, nhẫn nại và phải chịu khó hy sinh một tí thì mới có thể được. Cưới con kia mới đứa rồi con lên nhau đi phong viên vườn hoa tâm sự chuyện đời xã hội cuộc đời con mọi cái trái tim kìa. Đúng rồi, cái tim, trái tim hồng. Ai nói hẹn hò sướng rồi thấy không, nóng hẹn hò vất vả chứ không. Không, quan trọng là do địa điểm hẹn. Ngày hôm nay hơi nóng do thời tiết thôi. Trách ai bây giờ? Trách chương trình mà... thôi. Em về đây bao lâu rồi? Về đây một năm. Gần nguyên hè rồi, em có thấy anh có hợp gu em không? Không, không. Sao vậy? Có hợp gu không? Không, tại vì là giống như là ban đầu đã nói, có nghĩa là một khi mà đã... Đây là riêng em nhé, không biết là mọi người khác thế nào hay anh thế nào, nhưng mà cứ chơi với nhau lúc đầu mà giai đoạn mà tìm hiểu nhau này là chưa xác định được là sẽ là bạn hay là đối tượng. Nhưng mà một khi mà chơi mà đã xác định là anh em hay bạn bè rồi là cứ có, ví dụ cái người đấy quay ra thích em đi, tại có những cái trường hợp như thế rồi, cái người đấy quay ra tỏ tình với em thì em sẽ thấy nó rất là kỳ. Có từng một lần là có người quay ra tỏ tình với em xong rồi kiểu là bạn rất là lâu năm rồi. Em kiểu như em né mặt người ta luôn, tại vì em không dám từ chối, sợ người ta buồn, tại vì rất là thân. Kiểu như là một ngày là nên là suốt đời là nên. Đúng rồi, kiểu không thể nào mà có cảm giác nào khác. Tự dưng bạn mình quay ra tỏ tình với mình, thấy nó cứ sao ấy, mà sợ bất bạn, không dám từ chối. Nhưng mà với em thì một lần, chỉ cần một lần là em đã xác định đây là anh em hay là bạn bè là không bao giờ mà nó trên mức đấy được. Bây giờ có bao giờ mà em kiểu như là một người đó em đang chơi bình thường một tí, em có tình cảm không? Đấy thì có, nhưng mà nó sẽ là xác định từ đầu là không phải chỉ là bạn bè, chỉ là hiện giờ thì nó như thế thôi, nhưng mà nghĩa là em coi người đấy như là đối tượng, xong em tán dần, nghĩa là có ý định từ đầu rồi, nên là sẽ thấy rất là kỳ. Còn anh thấy thế nào? Anh hả? Nói với anh thì anh cũng đã từng có trường hợp là bạn bè, tức là anh từ đầu em gây mưa nhưng không mà... bạn bè bình thường luôn, không gì hết, chơi với nhau bình thường, nhưng tự nhiên đùng ngày trời phát hiện tự nhiên thích nhau, có cảm giác khác. Anh sẽ là một người rất take care và chăm sóc, nếu như thực sự là coi anh là một người bạn hoặc là một người thân á, anh sẽ take care chăm sóc. Nhưng mà đôi khi cái chuyện mà anh take care chăm sóc nó sẽ hơi đi quá một tí, là con gái hay hiểu lầm mình take care lắm á, không có đụng chạm, nhưng mà là ý anh là đôi khi bản thân anh thì khi anh chăm sóc quá cái lăng quăng người ta sẽ nghĩ là đặc biệt, và anh cũng thành thói quen á, chỉ một lúc lâu lâu tự nhiên mình sẽ tự nhiên thấy ủa tại sao mình chăm sóc người nhiều quá, tự nhiên mình muốn chăm sóc người ta và người ta cũng cảm thấy là không yên tâm để ai cho khác chăm sóc. Đúng để rồi. Là chăm sóc luôn. Ừ hơn luôn, cái người kia thì cũng cảm thấy là anh là chăm sóc cũng được. Cũng được à. Ngày hôm nay anh đã chăm sóc em như thế nào đâu, tí không có tí. Ở đây thì chúng ta không làm gì được nhiều không? Anh muốn làm gì nhiều là như thế nào? Anh phải muốn phải ở lâu mình mới làm được gì nhiều. Thế chăm sóc thì thật ra bây giờ đứa nào cũng lớn hết rồi, phải có cái tình huống nào đó thì mình mới ấy được. Thế nào, ví dụ đi. Cái thì phải cho một cái ví dụ cụ thể nào. Sao ta? Nổ một cái ví dụ ra đây. Tại vì các mình đi chơi quay ngoài đường không à, thí dụ như đi ăn uống đi. Trong nhà thì anh mới thích em được nhiều hơn à? Nhưng mà khó lắm, phải thử mới biết được. Nhưng mà thôi, sau nửa ngày rồi thì cảm thấy là thôi anh em là tốt rồi. Anh em là được rồi. Nãy giờ mấy khúc mà nắm tay dựa nhau là không có êm lắm. Không ăn lắm. Lấn cấn hả? Nó cứ sạng rồi. Không mát. Không, thực ra anh nói là hồi trước anh có thích em, nhưng nếu mà anh không làm việc chung với em, anh không chung với em thì chắc lại là anh còn thích, nhưng làm xong rồi thì ok. Kỳ vậy. Nhưng mà bây giờ thì cái chuyện thích nó cũng còn, nhưng mà nó là kiểu anh em khác, như là quý hơn nghe được. Chứ không phải là kiểu như xưa là nhỏ này đẹp quá, xinh quá, mình phải tìm hiểu làm quen như thế nào cái gì. Này em có nghe bốc phốt là hồi xưa anh có xăm soi hình bikini của em. Có à? Anh có, em có nghe. Em ơi, không phải người đồng nghiệp bốc phốt. Không phải mà anh xăm soi đâu, cả thế giới em úp lên ai cũng nhìn thấy. Anh còn bảo là em photoshop. Không. Người ta bốc phốt là anh bảo em photoshop mông. Thế tại bây giờ có không? Không. Không à? Không bao giờ. Ví dụ như là tay hay chân thì em còn bóc cho nó to ra vì người em gầy quá, nhưng mà mông thì em để tự nhiên. Nếu mà cái mông tập đấy, cái mông không cong thì em xóa luôn chứ không bóc. Tại vì em biết sao, ngày trước á là em á tối ngày em cứ úp hình bikini rồi. Ngày nào anh thấy em rồi. Anh phải hiểu là hồi xưa em rất là gầy, xong rồi có một đoạn thời gian mà em béo lên rồi người em đầy đặn lên tí là em kiểu
mà cái lúc đấy mà mình đã cố gắng mình thay đổi rồi mà ai cũng bảo mình lép thế lép thế là mình cũng đây hết lép rồi nha. Thế bây giờ ai cũng biết hết lép rồi thì em đẩy lại rồi. Nhưng mà chưa, nhưng mà bây giờ anh tìm lại không có, anh xóa được không? Không, vẫn để đấy mà em up nhiều hình còn nó trôi rồi. Tức là anh cũng có tìm. Đấy, thấy chưa biết hẳn em up rồi. Tại vì thực ra từ anh em làm chung đôi lúc anh cũng hơi sợ là bản thân anh là một người rất dễ nảy sinh tình cảm. À, hôm nay là nói chuyện nhiều hơn mọi khi ấy. Bình thường là nói chuyện kiểu vui vui thôi chứ không nói chuyện tâm sự nhiều. Nhưng mà nếu mà Chun là người yêu thì cũng có cái sở thích chung nên là cũng ok. Nhưng mà chỉ sợ là bắt đầu thích sự mà thích thiệt hay là quen thiệt rồi thì sẽ bị khó nói chuyện với nhau á. Cũng hơi khó xử chuyện đó. Một lần nữa, chỉ bởi vì là đã là anh em rồi nên bất kỳ cái cử chỉ mà skinship nào thì mình đều thấy nó, với mình thì là cảm thấy nó khá là sai, hơi gượng gạo một tí và cũng không có cái cảm giác gọi là chemistry hay là phản ứng hóa học gì cả, mà chỉ cảm thấy là buồn cười, giống như là anh em trong nhà mà cứ phải diễn cảnh ôm ấp nhau, hôn hít nhau, nó cứ sai thế nào ấy. Bình thường thì không chỉ với anh em mà thậm chí là bạn thân mà là con gái mình cũng rất là ít khi có những cái cử chỉ như là nắm tay hay là khoác tay, rất là ít khi skinship.